Hai ngày nay, chúng ta có hiệu ứng cánh bướm. Đây là một lý thuyết cực kỳ phù hợp với luật nhân quả, hay mở rộng ra là luật duyên hệ duyên trong đạo Phật. Từ điều kiện duyên này tạo ra một điều kiện khác, lại tạo ra một điều kiện khác nữa, vân vân. Theo đó, một con bướm đập cánh ở Brazil có thể tạo ra một sự thay đổi nhỏ, rồi tạo ra một sự thay đổi nhỏ nữa, vân vân. Và cứ như vậy, tạo hẳn ra một cơn bão ở Mỹ. Như vậy, tất cả các hiện tượng trong vũ trụ đều có sự tương tác qua lại lẫn nhau, không nhiều thì ít. Điều này cũng phù hợp với lý thuyết vạn vật hấp dẫn của Newton. Mọi thứ trong vũ trụ đều tác động lực hấp dẫn qua lại, dù rất nhỏ. Nên nếu chúng ta nói gián tiếp cũng chịu tội, thì với một vụ giết người ở Hà Nội, ta ở thành phố Hồ Chí Minh cũng phải chịu tội. Không chỉ vậy, tất cả chúng sinh trong toàn bộ các cõi vũ trụ cũng đều phải chịu tội theo. Như vậy, nếu nói gián tiếp cũng chịu tội, thì đây là một điều hết sức phi lý. Tuy nhiên, ăn chay vẫn có điểm hơn so với ăn thịt, đó là không ai gây nghiệp, vì tất cả đều là vô tình, không có sự cố ý, nên không ai gây nghiệp. Còn khi ăn mặn, người ăn không tạo nghiệp, nhưng người làm, người trực tiếp sát sinh sẽ tạo nghiệp. Vì vậy, Đức Phật vẫn răn dạy về việc không nên sát sinh. 5. Ăn chay, ăn mặn và chuyện tu tập. Đức Phật không ăn chay, nhưng nếu nói rằng Ngài ăn mặn cũng không đúng, vì những tu sĩ xuất gia của đạo Phật, họ sống bằng cách mang bát đi khất thực, cúng gì ăn đó, không phân biệt chay hay thịt. Tu sĩ phải thọ nhận tất cả các đồ cúng dường với tâm bình đẳng, không lựa chọn, không yêu cầu tí chủ phải mua món này hay làm món khác. Còn với cư sĩ tại gia thì được chủ động lựa chọn thức ăn với ai tích thu tiền định, khí công hay các môn năng lượng huyền bí thì ăn chay sẽ tốt hơn ăn thịt. Còn về sức khỏe, có người thì cơ thể không thể hấp thu được thịt, nhưng có người ăn thịt lại tốt hơn chỉ ăn rau củ. Nhưng đối với đạo Phật, con đường đi tới sự giác ngộ, bát chánh đạo thì hoàn toàn không phụ thuộc vào chuyện ăn uống cái gì. Ăn chay, ăn mặn không quan trọng, mà cái quan trọng nhất đó là ăn trong chánh niệm, vì chánh niệm mới là chìa khóa của bát chánh đạo. Vậy bây giờ ta phải tự hỏi ý nghĩa thực sự của ăn chay là gì. Từ chay xuất phát trong tiếng Hán là chai, khi chuyển sang tiếng Nôm thì đọc thành chay. Ý nghĩa của chay hay chay là thanh tịnh, giống như trong từ chay giới, có nghĩa là giữ giới trong sạch. Và ăn chay là ăn một cách thanh tịnh, chứ không phải ăn rau củ như người ta dịch lại sau này. Và cái thanh tịnh ở đây gồm hai phần: hình thức và nội dung. Hình thức là ăn làm sao không liên quan tới sát sinh là được, đó là ăn thực vật thì hiển nhiên không sao. Còn ăn thịt thì phải thỏa mãn ngũ tịnh nhục và không ăn các loại thịt bị cấm theo luật của địa phương. Nhưng quan trọng nhất vẫn là thanh tịnh từ tâm. Ăn thực vật mà tâm không tịnh thì không phải ăn chay, còn ăn thịt mà tâm thanh tịnh thì đó lại là ăn chay. Vậy nên để tránh cái hiểu nhầm thì chúng ta nên dùng là ăn thịt và thực vật hơn là ăn chay, vì từ chay đã bị biến đổi ý nghĩa đi khá nhiều, dẫn đến tình trạng những người ăn thực vật thường phản bác những người ăn thịt. Quay trở lại, và tâm thanh tịnh ở đây chính là tâm chánh niệm. Ăn thanh tịnh chính là ăn trong chánh niệm. Khi có chánh niệm, ta ghi nhận mọi thứ một cách khách quan, không có tham, thích và cũng không có sân, không thích bất kỳ một đối tượng nào. Và chánh niệm giúp ta thấy rõ, minh sát mọi thứ. Tâm si, sự mù mờ, mê mờ cũng không xuất hiện. Vậy nên, khi có chánh niệm, cả tham, sân và si đều không thể có mặt, đồng nghĩa với phiền não không thể khởi sinh, tức là thanh tịnh. 6. Ăn trong chánh niệm là như thế nào? Chánh niệm là sự ghi nhận một cách khách quan tất cả những gì đang xảy ra trong khoảnh khắc hiện tại. Khách quan là như trên, không có thích, cũng không có không thích. Tiếp đến, chúng ta cần nói qua về chân đế và tục đế. Chân đế là sự thật tuyệt đối như chính nó là, còn tục đế là sự thật tương đối như ta cho là. Ví dụ về tục đế, chúng ta có phụ nữ, đàn ông, trẻ em, người già, có anh này, có chị kia, vân vân.
Nhưng theo chân đế, chúng ta chỉ là các hiện tượng tâm lý và vật lý xảy ra sinh diệt liên tục. Và chân đế mới là sự thật. Còn tụng đế, mặc dù được gọi là đế, nhưng không phải sự thật thực sự. Vì sự thật thì chỉ có một, nhưng tục đế thì tùy vào mỗi người, mỗi địa phương, mỗi quốc gia lại quy định một cách khác nhau. Ví dụ, có người gọi người A là anh, nhưng người khác lại gọi là em. Lúc thì bảo anh A là trẻ, lúc thì bảo anh A là già. Vậy nên, tục đế không phải là sự thật. Tuy nhiên, tục đế thì vẫn có lợi ích khi chúng ta không thể lúc nào cũng nói rằng hiện tượng tâm lý và vật lý này đang nói chuyện với hiện tượng tâm lý và vật lý kia được. Chúng ta cần tục đế để dễ phân biệt. Quay trở lại với chánh niệm. Chánh niệm là sự ghi nhận mọi thứ như thật, tức là ghi nhận chân đế chứ không phải ghi nhận tục đế. Ví dụ, nếu như ta ghi nhận tôi đang thở vào, tôi đang thở ra, tôi đang giận, hay khi ăn ta ghi nhận rằng tay đang gấp, miệng đang nhai, hay đang nhai cá, nhai thịt, nhai rau, thì đây là sự ghi nhận sai, tà niệm chứ không phải chánh niệm. Vì đây là đang ghi nhận tục đế. Các khái niệm tôi, tay, miệng, cá, thịt hay rau là tục đế. Vậy nên ta cần ghi nhận đang có hơi thở vào, đang có hơi thở ra, đang có cơn giận, đang có chuyển động gắp, đang có chuyển động nhai, hay đang ghi nhận các vị đắng, mặn, ngọt, chua, thì đây mới là chánh niệm. Vậy nên, nếu lấy ăn uống để tu tập trong đạo Phật, thì ăn thịt và thực vật hoàn toàn không quan trọng. Vì theo sự thật, chân đế, thức ăn chỉ là một thể vật lý, gồm các vị cộng lại mà thôi. Còn nếu như vẫn bị dính mắc vào ăn thực vật hay ăn thịt, thì tức là đang bị kẹt vào tục đế, chưa phải là sự thật, chưa phải là chánh niệm, chưa phải bát chánh đạo, và cũng chưa phải đạo Phật. 7. Ăn thịt thì có bị ảnh hưởng từ năng lượng tiêu cực của món thịt không? Một câu hỏi khác cũng rất thường gặp là khi một con vật bị giết thì sẽ phát ra các trường năng lượng tiêu cực và tiết ra các độc tố trong thịt. Điều này khá là hợp lý với khoa học và cũng đã được kiểm chứng, nên ít nhiều chúng ta vẫn sẽ bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, ta lại phải nhắc lại sự thanh tịnh quan trọng nhất, đó là thanh tịnh từ tâm. Trong quyển sách Bí mật của nước, có một thí nghiệm này cũng đã được rất nhiều người thử nghiệm và minh chứng. Có hai hũ gạo giống hệt nhau để cùng một điều kiện. Một hũ chỉ nói lời yêu thương, còn hũ kia chỉ nói lời độc ác. Và sau một khoảng thời gian, hũ nói lời độc ác cho thấy sự nấm mốc rõ rệt hơn hẳn so với hũ kia. Điều đó chứng tỏ rằng năng lượng mà ta phát ra có ảnh hưởng tích cực hoặc tiêu cực lên các phân tử nước trong gạo. Tương tự với thịt, nếu ta ăn với một tâm thanh tịnh thì ta sẽ chuyển hóa được những độc tố trong món thịt đó. Còn nếu ta ăn một thức ăn sạch nhưng với một tâm tham sân si, phiền não, thì ta cũng làm ô nhiễm luôn món ăn sạch đó. Vậy nên, cái đáng sợ nhất không phải là độc tố từ món thịt, mà chính là độc tố tham sân si của chính mình. Tổng kết video, ta thấy ăn thịt hoàn toàn không liên quan tới sát sinh. Trong giáo lý của Đức Phật, không có điều nào Ngài khuyến khích chuyện ăn thực vật, và Ngài cũng không ủng hộ chuyện ăn thịt, mà Ngài luôn khuyên các đệ tử ăn uống điều độ, giữ thái độ bình đẳng đối với thức ăn bằng cách đi khất thực. Còn với cư sĩ được chủ động chọn thức ăn, thì ta ăn làm sao cho phù hợp với sức khỏe. Và quan trọng nhất là ăn trong chánh niệm, không ham thích và dính mắc vào đồ ăn. Vì dù là ăn thịt hay thực vật, nhưng nếu ta dính mắc vào thì đều là vô minh, phiền não. Và ăn thực vật hay ăn thịt thì vẫn là vô tình và gián tiếp làm hại chúng sinh khác. Đây là quy luật tự nhiên tất yếu. Tuy nhiên, do là gián tiếp nên ăn cái gì cũng không phải chịu nghiệp sát sinh. Ăn thực vật hay ăn mặn hoàn toàn bình đẳng với nhau, không có cái nào cao thượng hơn cái nào. Và cuối cùng, ta vẫn cần tuyên truyền về việc không nên sát sinh và thể hiện sự tôn trọng đối với sự sống của chúng sinh khác. Video xin kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.